cây bông trang chữa cao huyết áp. Theo đông y, cây bông trang có vị ngọt nhẹ, tính mát, có tác dụng giảm huyết áp cao, hoạt huyết, giảm sưng, giảm đau và trị ho đờm. Cây bông trang còn có tên là long thuyền hoa, nam mẫu đơn, đơn đỏ, có tên Latin là Irisa coccinea, thuộc họ cà phê. Lá mọc đói, phiến lá láng, hình bầu dục. Cây được trồng làm cảnh hoặc làm thuốc. Người ta đào lấy rễ, gần như thu hái quanh năm, rửa sạch, phơi hay sấy khô để làm thuốc. Còn có nơi dùng hoa phơi hay sấy khô để làm thuốc. Bên cạnh cây mẫu đơn đỏ, nhân dân còn trồng cây mẫu đơn trắng, bông trang trắng, có tên khoa học là Arosa, cùng họ dùng làm thuốc cùng một công dụng với mẫu đơn đỏ và mẫu đơn vàng. Vỏ và rễ cây bông trang phơi hoặc sấy khô gọi là mẫu đơn bì. Theo đông y, cây bông trang có vị ngọt nhẹ, tính mát, có tác dụng giảm huyết áp cao, hoạt huyết, giảm sưng, giảm đau, trị ho đờm. Và sau đây là những bài thuốc từ cây bông trang. Trị phong thấp, rễ bông trang 15 g, rễ cây nhàu 30 g, đương quy 10 g, bạch chỉ 20 g, thiên niên kiện 30 g, tất cả sắc uống ngày một thang, dùng 7 đến 10 ngày. Chữa tăng huyết áp, mẫu đơn bì 8 g, thục địa 16 g, hoài sơn 12 g, sơn thù, trạch tả, phục linh, đương quy, bạch thược, mỗi vị 8 g, sắc uống ngày một thang, chia làm 2 lần, dùng liền trong 7 đến 10 ngày. Long đờm giảm ho, rễ và hoa bông trang 30 g, rau tần dày lá 30 g, lá táo chua 30 g, tất cả sắc uống ngày một thang, dùng 3 đến 5 ngày. Vết thương nhiều mủ, rễ bông trang 15 g, bạch chỉ 15 g, kim ngân hoa 10 g, liên kiều 10 g, nấu lấy nước uống và dùng nước này tẩm gạt đắp lên vết thương, có tác dụng làm lông mủ, mau sạch mủ, vết thương mau lành. Thanh can giảm huyết áp. Rễ bông trang 15 g, hà khô thảo 10 g, giả cúc hoa 10 g, quyết minh tử 10 g, sắc uống ngày một thang, dùng nhiều ngày. Tuy nhiên, muốn áp dụng có hiệu quả và an toàn các bài thuốc trên cho phù hợp với từng thể trạng, phải đến các cơ sở đông y để được các thầy thuốc bắt mạch và kê đơn. Bông trang vàng và bông trang trắng có dùng làm thuốc được hay không? Với bông trang đỏ thì đã quá quen thuộc với nhiều công dụng làm thuốc, nhưng bông trang vàng và bông trang trắng thì như thế nào? Chúng có tác dụng dược lý không? Hơn nữa, trong xu thế quay trở về với y học truyền thống, thì việc nghiên cứu được tính của hai loại cây này đã đạt được những kết quả nào? Mời các bạn cùng tìm hiểu thêm nhé! Về bông trang vàng và bông trang trắng, bông trang này không phổ biến bằng trong trang đỏ, nhưng trong trồng cây, trang trí và nghệ thuật thì chúng lại được rất ưa chuộng, đặc biệt là bông trang vàng, có tên khoa học là Irisa coccinea, thuộc dạng cây bụi, lá thon dài và có cánh hoa màu vàng tươi sáng rất đẹp. Bông trang trắng hay còn gọi là cây đơn trắng, có tên khoa học là Irosa nericans White. Đây là cây gỗ nhỡ, vỏ cây màu đen xám, lá trang trắng có hình bầu dục, thuôn và có lá kèm. Hoa trang trắng mọc thành chùm dưới dạng hình sim ở đầu cành hay nách lá. Tràng hoa hình ống, thuôn dài và cánh hoa xẻ làm bốn thùy. Quả trang trắng khi chín có màu đen bóng và chứa hai hạt bên trong. Công dụng làm thuốc của bông trang vàng và bông trang trắng. Nhìn chung, công dụng làm thuốc của hai loài này không nhiều và cũng không phổ biến như cây trang đỏ. Tuy nhiên, theo tư liệu y học cổ truyền thì ta có thể ghi nhận được các công dụng như sau. Cây trang vàng giúp an thần, giảm buồn nôn. Lấy rễ cây rửa sạch, sắc nhỏ, phơi khô rồi lấy nước để uống. Cây trang trắng giúp an thai, mát máu, điều trị bạch đới. Dùng hoa,
Ngoài ra, cây trang trắng còn giúp bổ gân xương và điều trị suy thận. Được biết, danh y Việt Cúc có ghi lại công dụng của cây trang trắng thành dạng vần vè cho dễ nhớ như sau: trang trắng lạc, bình, vị, chát ngơ, điều kinh, nhuận huyết, chữa gân đơ, lưng đau, thận yếu, cùng bạch đới, mát mẻ, thai bào, giải phóng ho. Các nghiên cứu về cây can trắng, y học cổ truyền ghi nhận cây trang trắng có những tác dụng bổ gân xương, và điều này được củng cố thêm cho ta biết rằng kết quả thí nghiệm về lá trang trắng cũng như cho thấy nó có tác dụng chống viêm khớp. Cụ thể, theo tạp chí Journal of Medical, thì chiết xuất methanolic từ trang trắng có hoạt tính chống viêm khớp đáng kể, gần bằng thuốc tiêu chuẩn với hiệu suất 79%. Như vậy, có thể thấy các nghiên cứu được dược lý về cây trang trắng và cây trang vàng còn rất ít ỏi. Điều này cũng xuất phát từ thực tế hiển nhiên vì có thể nhiều thảo dược khác giàu hoạt tính hơn. Công dụng của cây trang đỏ, hoa mẫu đơn đỏ theo y học cổ truyền. Theo dân gian, rễ, lá và hoa cây trang đỏ đều có thể dùng làm thuốc. Với rễ và lá trang đỏ, các công trình y học cổ truyền đã ghi nhận với nhiều công dụng như là thanh nhiệt, giải độc lợi tiểu, hành khí giảm đau, hoạt huyết tán ứ, điều trị cảm sốt, nhức đầu, điều trị phong thấp, đau nhức mình mẩy, điều trị đau bụng do máu ứ và kinh nguyệt không đều, điều trị kiết lỵ, tiêu chảy và nước tiểu đục, tiểu ra máu, máu nóng gây mụn nhọt, lở ngứa, mẩn ngứa. Liều lượng sắc uống từ 6 đến 12 gram rễ hoặc 30 gram lá. Bên cạnh đó thì hoa của cây đã phơi khô cũng được dùng làm thuốc trong các trường hợp như là giảm sốt, nhức đầu, điều trị kiết lỵ, điều trị kinh nguyệt không đều, điều trị ho ra máu, điều trị viêm phế quản xuất huyết, và liều lượng sắc uống mỗi ngày từ 10 đến 15 gram. Ngoài ra, khi bị đau mắt, có thể lấy hoa trang đỏ sắc lấy nước rồi rửa mắt. Các nghiên cứu về hoạt tính của cây bông trang, hoa mẫu đơn đỏ. Thứ nhất là tác dụng kháng khuẩn. Chiết xuất từ lá trang đỏ phơi khô có tác dụng kháng khuẩn đáng kể, tác dụng chống oxy hóa. Chiết xuất từ menthanol hoa trang đỏ có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, tác dụng chống ung thư. Kết quả nghiên cứu cho thấy chiết xuất hoa trang đỏ giúp chống lại một số tế bào ung thư như là ung thư tuyến thực quản, ung thư bạch hầu và ung thư bạch cầu dòng tế bào tủy xương. Tác dụng bảo vệ tim. Hoa của cây trang đỏ được biết với tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, do đó nó cũng được xem xét tác dụng đối với sức khỏe của tim. Tác dụng chống tiêu chảy. Mesidin chiết xuất từ hoa trang đỏ có tác dụng chống lại tiêu chảy. Tác dụng chống viêm. Kết quả thử nghiệm cho thấy chiết xuất nước từ lá trang đỏ có tác dụng chống viêm rõ rệt, kể cả viêm cấp tính và mãn tính. Ngoài ra thì trang đỏ được đề cập trong bài viết này, dân gian còn dùng cây trang đỏ với công dụng tương tự như là cây trang trắng và cây trang vàng. Nhưng mà cây trang trắng thì có dược tính yếu hơn cây trang đỏ. Và ngoài ra cũng có phân biệt cây trang đỏ trong bài viết, còn gọi là cây mẫu đơn đỏ, khác với cây mẫu đơn của Trung Quốc. Tức vị thuốc mẫu đơn bì có tên khoa học là Pa-emonu sunruticosa. Và đó là những cái tác dụng của cây bông trang. Để ngoài tác dụng mà các bạn thấy để làm cảnh rất là đẹp thì chúng còn có tác dụng chữa bệnh. Các bạn thấy hay thì hãy nhấn like, subscribe, đăng ký kênh Thanh Đồng Vlog ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Chào tạm biệt các bạn.